Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức mới. Kính chúc quý vị có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới đến từ kênh tin tức mới. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Lên thiên chức làm mẹ khi tuổi còn rất trẻ, nhưng Hòa Minzy khiến khối mẹ bỉm sữa phải trầm trồ với kinh nghiệm nuôi con không thua kém bất kỳ ai. Dù công việc bận rộn, nhưng nữ ca sĩ luôn tranh thủ thời gian chơi đùa và chăm sóc con trai cưng. Đặc biệt, quý tử hào môn nhà Hòa Minzy mới hơn 1 tuổi đã bộc lộ tính cách chuẩn con nhà người ta, khiến mẹ phải tự hào khoe lên mạng xã hội ngay và luôn. Chuyện là Hòa Minzy tập cho con làm quen với những con số, chữ cái khi còn bé. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã làm khó khi cố tình nói sai để xem phản ứng của bé Bo. Mặc dù còn bé xíu, nhưng bé Bo rất thông minh, kiên định và giữ vững lập trường khiến mẹ cũng bất ngờ. Hòa Minzy chia sẻ, hôm nay vẫn là các con số, nhưng chắc chắn Bo đã thành thạo và thuộc lòng rồi. Nhưng làm bài khó hơn xí là mẹ sẽ phản đối câu trả lời của con để xem con ra sao. Cũng không ngờ là em Bo lại kiên định và giữ vững lập trường như vậy. Trước đó, chồng Hòa Minzy từng ngỡ ngàng khi con trai đã thuộc lòng bài hát Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp cực khó của mẹ. Quý tử Bo còn bé, nhưng nó khiến bố mẹ bỉm tự hào cỡ này. Dự lớn lên sẽ thành soái ca hoàn hảo 10 điểm đây. Được biết, Hòa Minzy sinh ra và lớn lên trong một gia đình gồm 4 chị em gái và một em trai ở Bắc Ninh. Bố mẹ nữ ca sĩ là những người lao động thuần nông. Giữa tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và Bắc Ninh trở thành ổ dịch mới với hàng chục ca lây nhiễm, vào sáng ngày 10 tháng 5 trên trang cá nhân, Hòa Minzy chia sẻ thông tin khiến người hâm mộ vỡ òa. Cô đã ủng hộ Bắc Ninh 100 triệu đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây không phải lần đầu tiên Hòa Minzy tự bỏ túi tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh. Cuối tháng 3 năm 2020, cô cùng hai người em thân thiết là Eric và Đức Phúc đã có mặt tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao 300 triệu đồng tiền mặt cùng 3 tấn gạo. Trong tháng 2 năm 2021, cô cũng ủng hộ 50 triệu đồng cho tỉnh Hải Dương dù công việc đang gặp khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ tin tức mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.